cơn bão đi qua để lại một quang cảnh điêu tàn. Trời ơi, giết chị cũng giết, không có tin nào hay hơn không? Ca sĩ bị đánh ghen. Đây đây đây, mình làm truyền thông mà mình phải coi mấy cái tin tức ca sĩ bị đánh ghen đâu nè. Cái vụ mà bão với ca sĩ bị đánh ghen nó không có quan trọng bằng cái vụ mà bị thất nghiệp đâu. Ủa, dạ, bộ công ty phải rảnh lắm hay gì giờ chưa chị lên phòng làm việc ngồi đọc báo. Trời ơi sếp ơi, em vô sớm trước 30 phút mà, em tính đọc xong bài báo rồi mới lên phòng. Sếp tổng vô tới rồi kìa. Ai kêu tôi đó? À, dạ sếp. Dạ sếp tổng. Dạ chào sếp, thôi tụi em xin phép lên phòng làm việc. Dạ. Chưa, còn sớm, ngồi đi uống nước trà cái. À dạ, dạ, sếp cho phép thì em xin phép. Dạ, dạ em mời sếp ngồi. Dạ đây. Dạ cho em ngồi gần sếp để. Nè. Dạ. Thấy giọng tôi bữa nay có được bình thường không? Dạ bình thường mà sếp. Tại tôi bị nghẹt mũi. Cái tôi có cái cảm giác giọng mình nó phải của mình. À trời ơi tưởng gì sếp yên tâm đi. Chừng nào mà sếp bị câm á. Chừng nào mà sếp nói không được mới là đợt đó không phải là giọng của sếp. À, dạ đúng rồi đó sếp tổng. Giọng sếp vẫn trong lành. Hài hước là cái tôi khuyến khích. Dạ. À, nhưng mà sử dụng không đúng lúc nó là con dao hai lưỡi nha. Dạ. Cái sự hài hước á nhiều khi nó biến mình thành một cái gì đó rất là tai hại cho bản thân dạ, mình nghe. Dạ em xin quán triệt. Dạ. À, ấy, dạ em mời sếp, mời sếp, mời sếp. Sao sáng nay điểm tin có tin tức gì nóng sốt không? Em gửi sếp tổng. Dạ. À. Này là tin về cơn bão. Dạ đúng rồi. Phóng viên này là người quen của tôi. Ồ, ồ dạ. Họ viết cũng trung thực mà. Cái diễn biến cơn bão này đâu có khác đâu. À có thể là cái cách mà nhìn nhận về cơn bão này nó hơi khác những cái tờ báo khác. À dạ. Nhưng mà không sao đâu cậu. Mình làm truyền thông mà. Đó là cái nét riêng của mình. Mình cần phải là luôn lưu ý. Mình nói về một vấn đề nhưng mà theo cái cách của mình. Dạ. Mà rất là khác lạ. Dạ. À, chúng ta là đang hoạt động trong lĩnh vực này. Dạ. Chúng ta phải hết sức lưu ý cái chuyện đó. Dạ, sếp tổng nói sao nghe vậy? À. Dạ, sếp tổng. Dạ, sếp. Cậu bị rớt tiền hay mất chìa khóa gì hả? À, dạ, không. Cái thái độ cậu sao vậy? Hả? Cậu có vấn đề gì? À, dạ, không. Nhưng mà sếp cho em ngồi đây được không? Cứ vấn đề lý do là rồi cậu muốn qua đó thì cậu cứ qua. Dạ cảm ơn sếp. À, dạ em hơi thoải mái chút xíu rồi. Dạ dạ dạ. Em hỏi thiệt sếp này nha. Mấy ngày nay em biết là sếp làm việc cực lực lắm rồi đó. Nhưng mà sếp về nhớ vệ sinh cá nhân rồi mình tắm rửa rồi cho nó sạch sẽ chứ để mà mình không tắm á con người mình nó bốc ra cái những cái mùi nó. Ý là nói tôi ở dơ cái gì? Dạ không. Dạ không phải à, ý em muốn ý sao em nhắc xin nhở vậy thôi chứ em biết lúc nào sếp đi làm việc sếp cũng thơm tho hết đặc biệt hôm nay tôi là sếp tổng tôi đứng đầu cả một đơn vị vậy tôi phải chăm sóc cái hình thức của mình chứ cậu nghĩ sao dạ dạ đúng rồi à, dạ dạ em biết rồi chết tôi rồi cậu giỡn hả dạ nói chung là em cũng muốn tạo những cái khoảng trống nó vui vẻ cho công ty mình và nó vui nha. Giỡn là phải vui mà giỡn kiểu đó nó không có vui dạ à, nếu có gì em giỡn không vui xin lỗi sếp nha em cũng cố giỡn vui mà thật sự nó không có vui lắm thôi dạ em xin phép em xuống với công ty em chỉ đạo chuẩn bị nước nôi để mình chuẩn bị họp cho sếp nha dạ. Thay phụ tôi em chào sếp dạ chào sếp dạ dạ đang nghẹt mũi nghe giỡn kiểu đó muốn nghẹt thở à, cho anh ly cà phê ly cà phê ly cà phê dạ. Làm gì rồi chạy như ma đuổi vậy à, em trốn anh luôn á trốn gì anh như gì vậy y như cũ luôn em cà phê từ trở nên em chạy trốn anh mình dí thêm tới đây luôn hả mày chạy nhanh quá chạy như đi bộ vậy đó em nói thiệt anh luôn nha anh giỡn vừa phải thôi anh giỡn với sếp mà anh giỡn luôn vậy thiệt tình luôn không có vui nha thì em nói anh nghe nè sau này giỡn không có duyên á không có vui để em giỡn trời ơi dạ ờ cảm ơn em cảm ơn anh ạ. Cậu giỡn duyên quá ha cả công ty này mỗi lần mà nghe cậu kể chuyện nói chuyện cười là bắt đầu chảy nước mắt rồi đó nữa anh khóc thầm á ồ chị ơi sau nay chị có hứng ngồi gần anh em tụi em vậy không cần đâu em mình thích thì mình có quyền mình ngồi thôi ờ dạ chà bộ hai anh em cậu thảnh thơi quá ha giờ này bọn còn có ngồi thời gian đây cà phê tâm sự nữa ha dạ. Bình thường thôi thì mình thích thì mình ngồi thôi
Mình thích thì mình không nói chuyện cho người ta nghe, chiều nay có chuyện quan trọng hả? Nè, nãy giờ anh Quả không có nói gì cho cậu nghe, chiều nay có sự kiện gì hả? Ồ vậy chưa nói gì. Chiều nay sếp kêu họp sự kiện gì đó. Sao anh không nói gì với em giờ vậy? Thì giờ nói nè. Trời ơi, làm sếp người ta mà vậy á. Ôi mà anh ơi, em có liên quan gì trong cái sự kiện này không mà? Tại vì sếp kêu tôi á là phải dẫn theo một người ưu tú của công ty đi theo. Ồ, anh nói em là người ưu tú với sếp hả? Anh đề cử em lên là nhân viên ưu tú hả? Trời ơi, dạ. Hai thằng kia nó bận rồi cho nên tôi mới kêu cậu đi sơ cua á mà. Anh có cần quá đáng với em vậy không anh sếp? Quá đáng gì, cái đó là cơ hội cho cậu luôn á. Đúng rồi, đúng, anh nói đúng, cơ hội, phải cố gắng. Nhưng mà tôi nghĩ cậu làm không được đâu. Nhìn cậu biết rồi. Nó anh giỡn giống như giỡn sáng với sếp rồi đó. Thiệt tình luôn. Quê. Thì gì? Anh nói chuyện sao em mới nhớ nè. Bây giờ mình tính sao chứ em thấy sếp kỳ kỳ lắm nha. Cái gì? Không phải là nhìn thấy kỳ, mà là ngửi nghe thấy kỳ lắm. Đó, đúng luôn đó, đúng ý em luôn. Đúng rồi, đúng rồi, bây giờ nhắc tôi mới nhớ nha. Cậu thấy, cậu nhớ tôi đứng tôi nói chuyện với sếp mà tôi nín thở không nữa. Nhưng mà sợ sếp quê, nhưng mà tôi phải cố gắng lên. Em nói thiệt sự, lỗi là lỗi tại ông sếp. Sáng rồi thì ăn hủ tiếu đi. Ăn cái gì mùi nhẹ nhẹ thôi, đi ăn bún đậu mắm tôm cho nó dính vô người, giờ vô công ty sầm mùi trong đây, thiệt tình. Thì tại ông thích ăn mắm tôm, nhưng mà ăn phải biết chùi mép, ăn sao mà nó nhiễu nhão đủ áo không biết. Nè, ăn mắm tôm làm dân dụng như biết chùi mép. Anh đừng nói em là anh hay làm vậy cho nên là... Bậy tùm bà, người ta đang nói sếp tự nhiên chỉ qua anh. Anh ơi, cái mép anh dính như kẹp chùi đi anh. Nhớ chùi nhà sao nhớ chùi mép nha. Mà nói thiệt, nhưng mà bây giờ sao giờ? Ủa mà sếp ông không ngửi ra hả ta? Em cũng nghĩ sếp không biết cái mình đang dính cả nữa. Công ty này ai đi nghe sếp gì. Tôi đang nghe đây. À, tôi biết mà. À, cuộc họp chiều nay. Tôi nhớ. Rồi. Thở sâu vô, mấy đứa, bình thường, thở sâu vô. Tiếp tục đi, cà phê đá nha cô. Xin lỗi, tại đang nghe điện thoại. Tiếp tục đi. Thấy mấy anh em nói chuyện cái gì mà có vẻ sôi nổi quá. Chuyện gì vậy? Tình ý ghê. Biết bữa nay tôi mặc áo mới, mua một lúc 4-5 cái áo giống vậy luôn. Cậu bị sao vậy? Đớp không khí. Ủa? Bị luôn hả? Dạ. Giống tôi rồi. Bị gì là giống tôi phải không? Bị gì sếp? Nghẹt mũi. Tôi bị từ hôm qua đến giờ. Tôi coi như thở bằng miệng không á. Không khó chịu dễ sợ lắm. Cho nên là thôi, lát là ghé phòng tôi đưa thuốc cho uống. Dạ dạ, cảm ơn sếp nhiều lắm. Nha. Cô sao vậy? Khó chịu người phải không? Nãy giờ tôi thấy là ùa lên ùa xuống như muốn nói vậy đó. Dạ đúng rồi, sao vậy? Khó chịu quá sớm rồi. Sao bỏ anh? Xin lỗi sếp. Nè, mình là đàn ông. Cho dù có làm cùng công ty thì vợ mà thấy sức khỏe không ổn định thì cũng phải quan tâm chứ, thấy cậu tỉnh queo à. Dạ em quán triệt, em quán triệt cái vụ này. Cho nên nha. Xin lỗi sếp. Nè, hai cậu nãy giờ tôi thấy lạ lắm mà nghe. Dạ đâu có lạ đâu nghe. Bây giờ bỏ tay xuống coi. Trời ơi sếp chơi khó em quá. Bỏ tay xuống coi. Có cái vấn đề gì nói tôi nghe coi, chứ nãy giờ ấp úng vậy là tôi không có chịu nghe. Dạ. Em cho đi. Em đề nghị đề bạt anh trưởng phòng nói. Khoan, xin lỗi. Alo. Tôi nghe. Hợp đồng thay đổi hả? Trong hộp thư mail của tôi hả? Được rồi, tôi sẽ về kiểm tra liền. Rồi dạ, cảm ơn. Có cái đột xuất phải về kiểm tra mail để liên quan tới hợp đồng. Dạ. Thôi. Dạ. Hai cậu cứ ngồi nha. Dạ. Dạ. Cô ơi, tôi bưng cà phê này về văn phòng nha. Lát ghé văn phòng lấy giùm tôi nha. Này nha, còn cái chuyện nãy giờ ấp úng tôi không có quên đâu đó. Dạ. Trời ơi, cuộc sống đã trở lại quanh ta rồi. Trời ơi, ngồi nói chuyện mà đổ mồ hôi luôn nè. Hèn chi,
sao cái mùi, thí dụ cái mùi mắm tôm bình thường á anh hửi cũng được, mà tại sao vô cái áo của sếp rồi lẫn vô sếp sao cái mùi nó pha nha mà chịu không nổi luôn á trời. Chết rồi. Gì? Chết rồi. Vụ gì? Sao chị Hưng? Bộ hai người quên rồi hả? Chiều nay sếp của mình phải đi gặp đối tác, phải đi gặp khách hàng, mà bây giờ cái áo của sếp nó nồng nặc như vậy làm sao mà mặt mũi công ty mình để đâu nữa? Làm sao mà nói chuyện với người ta? Thì có sao đâu, thì cho mấy ông khách hàng giống mình thôi, hửi cái mùi cũng tôm. Bậy bạ. Làm sếp không có nghiêm túc gì hết trơn á. Nhỏ xíu mà. Nè. Hả? Bây giờ tôi không biết đâu nha. Hai người đó ngồi suy nghĩ ra cách gì đi. Làm sao á là phải tìm người nào đó đứng ra nói cái chuyện này cho sếp biết đi. Đúng rồi, chính xác. Chính xác. Phải có một người đại diện cho hai văn phòng mình đứng ra nói chuyện với sếp, ví dụ này không thể nào để công ty mình mất mặt được. Mình nên đề nghị cái phòng nữ. Đúng. Đúng rồi. Em á, em đại diện cho hai phòng đứng nói chuyện với sếp. Em nghĩ sao là đại diện cho phòng nữ vậy? Tụi tôi là phụ nữ mà, chân yếu tay mềm, cái gì cũng mong manh yếu đuối. Chân yếu tay mềm nhưng mà cái miệng em đâu có mềm. Trời ơi, cái miệng muốn nuốt hết cái phòng nam luôn á. Chỉnh sếp. Em không có được. Bây giờ mà em là phụ nữ, mà lỡ như mà em nói chuyện với sếp, rồi sếp là đàn ông, tự nhiên cái là bị phụ nữ nói vô mặt mình á là này kia nọ là ông sẽ tự ái. Rồi ông đuổi việc em rồi sao? Không có được đâu. Đúng. Anh quên cái vụ này không được. Bây giờ cái mấy cái chuyện này phải để cho đàn ông nói chuyện, đàn ông với đàn ông dễ nói chuyện với nhau. Đúng luôn. Đúng không? Chính xác không? Đúng. Vậy thì đàn ông kiệt. Dạ. Cậu là đàn ông nhất phòng á. Anh nói em hả? Chứ tôi nói ai? Không phải rồi, em nói anh nghe vậy nè. Thật sự em chưa vợ, đúng không? Đúng không? Ừ. Anh có vợ rồi đúng không? Ừ. Đúng không? Ví dụ anh nói với sếp, sếp đuổi việc anh, còn chị nuôi anh. Em nói sếp, sếp đuổi việc em, ai nuôi em? Đúng không? Chị ha. Đúng không? Đúng không? Đúng mà, đúng không? Em. Cái chậu cà phê này ghi dưới tên anh nha, anh trả. Em mời sếp, em đi trước anh sếp. Hoạn nạn mới thấy chân tình. Mày lên lương cho con mày. Nói vậy là đúng không? Cũng có lý. Vậy rồi bây giờ tính sao? Anh thấy nó nói đúng á. Thí dụ mà nó nói thì nó bị đuổi việc, tội nó không ai lo cho nó. Còn anh nói á thì anh bị đuổi việc. Em thì được đi làm đúng không? Nhưng mà vậy thì đâu có được, anh là đàn ông trong nhà mà làm sao mà anh có thể để cho vợ của mình đứng ra cắn rắn hết tất cả mọi chuyện mà lo cho anh kiểu đó, anh không thể nào chấp nhận được. Anh là đàn ông, anh phải đi làm, anh nuôi nấng vợ con trong nhà đúng không? Bây giờ chính vì vậy cho nên em nói đi, em bị đuổi, còn anh đi làm. Nè, cái gì vậy? Nè, ông quả, đứng lại cho tôi. Cái gì vậy nè? Sao gọi trong giờ làm việc vậy? Hả? Trời đất ơi, tôi có biết đâu mà. Thôi được rồi, cảm ơn. Tại từ sáng giờ cái lỗ mũi nó có vấn đề. Thôi được rồi, vậy nha. Mình dời cuộc họp này sang ngày khác nha. Dạ. Sếp, dì Sáu giúp việc ở nhà tôi vừa mới gọi điện báo cho biết. Dạ. Cáo mới này nè. Dạ. Tối hôm qua dì Sáu lỡ tay làm đổ mắm tôm vô đó, chưa kịp giặt mà tôi không biết, tôi lấy tôi mặc. Hèn chi tôi thấy các cậu là đúng không là từ này nè, đúng không đúng rồi. Vì sao vậy mà không nói cứ thôi bây giờ sắp họp với đối tác rồi, bây giờ mình phải hủy cuộc họp này thôi, để tôi về tôi còn thay dạ, đối tác hết. Dạ, dạ. Chứ bây giờ bước vô họp với đối tác, trời đất ơi, cả phòng họp ai cũng dày hết chết luôn nha. Dạ sếp đi liền nghe sếp. Dạ sếp đi thông thả. Dạ thôi đi nha. Dạ cảm ơn sếp. Hay quá sếp ơi, trời ơi. Bà Sáu vì đã giúp việc bà phải gọi từ sáng. Dạ sếp. Ôi chào sếp. Xin lỗi hai cậu nha, tôi biết hai cậu chịu đựng từ sáng tới giờ, nhưng mà thôi ráng chịu đựng một lần cuối nữa đi, để tôi nhớ tôi rút kinh nghiệm cái chuyện này. Dạ. Mất đi cơ hội, chặng đường dài vì sao không đ-